Tử vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 năm Mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo tới, giàu như vũ bão. Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, bằng việc tìm hiểu sao chiếu mạng về vận hạn, bạn sẽ biết được về tử vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 năm Mạng trong năm 2022 này như thế nào. Từ đó quý vị sẽ có được những kế hoạch để tránh những điều xui xẻo, giảm bớt vận hạn xấu của mình và tăng cường những điều tốt lành trong cuộc sống. Xem tử vi cho tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 năm Mạng trong năm 2022 này cho biết năm nay vận hạn của quý vị phất lên giống như diều gặp gió, may mắn tài lộc ùn ùn kéo đến. Trong phần luận giải ngày hôm nay, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi về vận hạn của những người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 năm Mạng để biết được tại sao trong năm nay họ lại có được những may mắn và thành công như vậy. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Tử vi tuổi Quý Tỵ năm 2022 năm Mạng sinh năm 1953. Tuổi tính theo âm lịch 70 tuổi, sao chiếu mệnh kế đô hung tinh, mệnh trường lưu thủy, kim sinh thủy rất tốt. Địa chi tuổi, tuổi Tỵ gặp năm Dần, bình hòa. Thiên can tuổi, can Quý gặp can Nhâm, không tốt. Nam Mạng tuổi Quý Tỵ là người cương trực, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm. Họ có vận số khá ổn định. Tuy nhiên, trong năm 2022 bị sao kế đô chiếu mệnh, dự báo sẽ có một năm nhiều thách thức. Vậy tử vi sự nghiệp, tình cảm và sức khỏe của người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong năm 2022 sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị hãy cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Quý Tỵ năm 2022 năm Mạng. Năm Mạng tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 có ngũ hành nạp âm, bản mệnh là trường lưu thủy, mang ý nghĩa dòng nước chảy xiết và bền bỉ. Trong bát trạch phong thủy, mệnh tuổi này thuộc cung Khôn, một trong những phi cung của Tây Tứ Mệnh. Vào năm 2022, Quý Tỵ sinh năm 1953 đã bước sang tuổi 70. Dựa vào mối quan hệ giữa ngũ hành, nạp âm, thiên can địa chi của tuổi và năm, ta có thể luận giải được vận trình tử vi của năm Quý Tỵ sinh năm 1953 là tốt hay xấu. Theo năm âm lịch, 2022 là năm Nhâm Dần, có ngũ hành nạp âm là kim, bạch kim, tức vàng, pha bạc. Trong mối quan hệ ngũ hành, hành kim của năm Nhâm Dần tương sinh cho hành thủy của Quý Tỵ. Dựa vào thiên can, Quý thuộc thủy, bình hòa với Nhâm thuộc thủy. Xét theo địa chi, Tỵ với Dần đều nằm trong bộ tứ hành xung, lục hại và tam hình. Từ đó ta có thể kết luận bản mệnh Quý Tỵ 1953 trong năm Nhâm Dần có phần thử thách. Tuy vậy, quý ông đã 70 tuổi, trải qua nhiều sóng gió cuộc đời thời trẻ, nên nay được hưởng cuộc sống yên vui bên con cháu. Tuy nhiên, nên chú ý đến vấn đề sức khỏe và thực hiện các bài tập phù hợp để cải thiện các bệnh tuổi già, để giảm trừ những hung họa do hung tinh trong năm mang lại. Những gia chủ tuổi Quý Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải. Kim bài thái tuế là lệnh bài chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm. Đặc biệt, trong năm 2022 Nhâm Dần, tuổi Quý Tỵ bị phạm vào lục hại với thái tuế, nên vận trình năm không mấy thuận lợi, đặc biệt là về đường sức khỏe và gia đạo. Luận giải cụ thể về tử vi năm 2022 tuổi Quý Tỵ trên mọi mặt. Dưới đây là tổng quan tử vi năm 2022 của nam tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 nam mệnh trên các phương diện sự nghiệp, tình duyên, tài lộc và sức khỏe. Công việc sự nghiệp trong năm 2022, đường công danh của nam tuổi Quý Tỵ có thể xem như mỹ mãn. Đây là thời điểm không cần đặt nặng các vấn đề công việc. Đối với quý ông, vẫn có sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn và vẫn có thể duy trì các công việc phù hợp. Tuy nhiên, vì có sao kế đô chiếu mạng, quý ông cần phải chú ý kiểm soát bản thân, tránh đầu tư mạo hiểm hoặc tạo hiềm khích với các đối tác. Bởi lẽ trong năm nay bản mệnh sẽ dễ dàng gặp phải các tai tiếng không đáng có thể sẽ mất bạn làm ăn bởi những thị phi này. Dù vậy, nhưng quý ông chỉ cần tiết chế tham vọng của bản thân, hài lòng với những gì đã đạt được thì tự khắc mọi chuyện sẽ ổn. Tình cảm gia đạo. Gia đạo của quý ông tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong năm 2022 này nhìn chung yên ổn, hòa hợp, dù đôi khi sẽ xảy ra những tranh cãi vụn vặt, những vấn đề nhỏ này sẽ dễ dàng được giải quyết nếu bản mệnh biết lắng nghe và thấu hiểu.
Sao chú mệnh có thể sẽ đem tới những buồn rầu tuổi già, nhưng nhờ có con cháu thường xuyên thăm hỏi trò chuyện nên tinh thần quý ông luôn duy trì ở trạng thái tốt. Ngoài ra, để mối quan hệ vợ chồng thêm tốt đẹp, quý ông có thể đưa bạn đời của mình thăm thú vài nơi để tận hưởng tuổi già an yên. Tài lộc trong năm Nhâm Dần 2022, tài lộc sẽ đến một cách bất ngờ với nam tuổi Quý Tỵ. Quý ông có thể trạng tốt, đầu óc minh mẫn thì có thể trợ giúp cho con cháu trong con đường công danh. Tuy nhiên, ở độ tuổi này bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho bản thân để con cháu tự bươn chải với thử thách cuộc đời. Thêm vào đó là cho những lời khuyên quý ông sẽ rất hữu ích. Quý ông có thể tích cực làm những việc thiện nguyện như từ thiện, quyên góp để hóa giải vận xui của sao kế đô. Nhờ vậy mà tài lộc dồi dào, không bị hao hụt bởi các yếu tố khách quan. Bản mệnh cũng không nên quá khắt khe trong việc chi tiêu mà hãy thoải mái mua sắm những thứ cần thiết cho bản thân và bạn đời. Và để tăng cường thêm những điều tốt đẹp và hóa giải những hung họa, quý gia chủ tuổi Quý Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, mang theo bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp xua đuổi tà ma và vận hạn xui xẻo đến với gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 năm mạng. Sức khỏe ở độ tuổi này, tuổi tác phản ánh đáng kể tình trạng sức khỏe của nam Quý Tỵ. Quý ông có thể tạo thêm nhiều niềm vui cho bản thân bằng cách tham gia những câu lạc bộ dưỡng sinh, đồng thời sức khỏe cũng sẽ được cải thiện. Các bài tập nên được thực hiện vào buổi sáng, không khí trong lành cũng sẽ rất có ích cho đường hô hấp của bản mệnh. Thêm vào đó, năm 2022 là một năm dễ gặp các vấn đề về sức khỏe như khó tiêu hóa, các vấn đề xương khớp cũng như các triệu chứng đau đầu. Xem sao hạn của tuổi Quý Tỵ năm mạng trong năm 2022. Sau đây là những sao có ảnh hưởng tới vận mệnh Quý Tỵ năm mạng sinh năm 1953 trong năm 2022. Sao chiếu mệnh trong năm Nhâm Dần, sao chiếu mệnh của nam giới tuổi Quý Tỵ là sao Kế Đô. Sao Kế Đô đại diện cho những điều không may về sức khỏe, tài lộc và gia đạo. Tuy nhiên, đây cũng là sao hung nhưng vẫn có cách để hóa giải nên quý ông không cần phải quá lo lắng. Vì có sao Kế Đô chiếu mệnh cho nên vận khí của nam Quý Tỵ có thể sẽ không được may mắn bằng các năm vừa qua. Bản mệnh dễ sinh ra buồn rầu và chán nản, đôi khi vô lý, nói ra những điều không hay. Lúc này, việc quý ông cần làm là thư giãn tinh thần, dành thời gian để trò chuyện với gia đình của mình, từ đó thấu hiểu nhau hơn và cùng trò chuyện để tìm ra giải pháp. Bên cạnh đó, quý vị hãy sử dụng thêm pháp khí phong thủy, vòng tay tam hợp quý nhân để hòa hợp gia đạo, tăng cường sức khỏe giúp cho gia chủ luôn được may mắn và bình an. Hạn tuổi, trong năm Nhâm Dần này, nam Quý Tỵ sẽ gặp hạn địa võng. Sao nằm trong bộ đôi sao hạn Thiên La Địa Võng. Hạn Địa Võng thường mang tới những điều không hay về tai tiếng tin đồn. Vậy nên quý ông cần phải chú ý trong ăn nói thường ngày. Đôi khi một câu nói vô ý cũng có thể gây ra mâu thuẫn bất hòa trong gia đình. Ở độ tuổi này, các quý ông cần nhất là một gia đình êm ấm, con cháu vâng lời. Tuy hạn Địa Võng hàm ý những điều không tốt, nhưng nhờ có phúc khí của gia đạo mà mọi chuyện mâu thuẫn sẽ nhanh chóng được giải quyết. Hóa giải sao hạn, tuy hạn Địa Võng là hạn, nhưng không phải là không có cách hóa giải. Để xua đi những điều kém may mắn do sao này gây ra, quý ông chỉ cần suy nghĩ thấu đáo hơn mỗi khi góp ý hoặc có thể giảng giải cho lời khuyên với giọng điệu hòa nhã. Đối với việc làm ăn, quý ông nên cẩn thận về các chứng từ hóa đơn kinh doanh hợp pháp và có tâm với những gì mình làm. Khi gặp hạn Địa Võng, quý ông hãy nhẫn nại nhường nhịn người trong gia đình để tránh có các bất đồng. Đừng bận tâm đến lời nói của người khác để giữ cho trọn vẹn hạnh phúc gia đình. Để xua tan đi vận rủi bản mệnh, hãy cố gắng sống thiện cho đi, không ngần ngại, cầu mong hạnh phúc và bình yên đối với gia đình. Ngoài ra, nam giới tuổi Quý Tỵ có thể hóa giải sao hạn bằng hình thức cúng dâng sao giải hạn đã lưu truyền từ lâu. Trong quá trình bản mệnh, nên thành tâm cầu mong những điều suôn sẻ sẽ đến với gia đạo của mình. Luận tử vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, năm mạng, trong năm 2022, theo tháng. Theo tử vi chọn đời, nam tuổi Quý Tỵ trong năm 2022 này sẽ có nhiều cột mốc cần phải chú ý tới trong cuộc sống và cụ thể diễn biến như sau. Tháng 1, đầu năm này, nam giới tuổi Quý Tỵ sẽ đón nhận rất nhiều các tin vui từ con cháu và cả việc kinh doanh. Tháng 2, tháng này bản mệnh có thể gặp các triệu chứng đau đầu, cảm xúc không thoải mái nên sẽ dễ dàng xảy ra tranh cãi. Tháng 3, bản mệnh cần tránh đi xa trong tháng này,
thay vào đó là những cuộc họp mặt gia đình để cùng nhau trò chuyện. Tháng 4, quý bạn vào tháng này đừng nên quá chi li với bản thân, có thể tự chiêu đãi bản thân bằng một chuyến đi xa cùng với người thân. Tháng 5, gia đình nên có những chuyến đi xa để gắn kết các thành viên, lúc này quý ông nên đóng vai trò làm chủ và cho con cháu lời khuyên. Tháng 6, con cháu có thể xảy ra mâu thuẫn không đáng có, lúc này lời khuyên của bản mệnh đóng vai trò rất quan trọng. Tháng 7, về vấn đề tiền bạc có thể xảy ra hao hụt, nhưng quý ông không nên quá bận tâm đến mà hãy dành thời gian cho gia đình. Tháng 8, gia đình an yên, hạnh phúc, tuy nhiên sẽ xuất hiện những cơn đau đầu chóng mặt khiến cho cơ thể bản mệnh mệt mỏi. Tháng 9, bản mệnh nên cải thiện sức khỏe qua các bài tập vận động, chạy bộ sẽ giúp ích rất nhiều cho vấn đề xương khớp. Tháng 10, con cháu đều vui vẻ, hòa thuận, tuy có thể quý ông sẽ gặp chuyện không may nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Tháng 11, quý ông nên dành thời gian cùng với bạn đời hoặc con cháu có thể thư giãn sau một chuyến đi dạo hay là bữa ăn tối sẽ giúp cho cơ thể tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Tháng 12, gia đạo tài lộc dường như ổn định trong tháng này, thêm vào đó đón thêm tin vui từ con cháu đã làm năm 2022 của quý ông trở nên trọn vẹn hơn. 5. Kết luận. Với những thông tin trên, hy vọng quý ông tuổi Quý Tỵ sẽ có một góc nhìn bao quát về các vấn đề trong cuộc sống trong năm Nhâm Dần 2022. Tổng thể, năm nay là một năm bình hòa, tuy gặp phải sao chiếu mệnh xấu, nhưng nếu làm theo những giải pháp nêu trên, mọi chuyện đều ổn thỏa. Cảm ơn bạn đọc đã dành thời gian quý báu tìm hiểu bài viết. Những chủ đề mới sẽ được cập nhật thường xuyên, mời quý bạn cùng đón đọc. Nam mạng tuổi Quý Tỵ là những người cương trực, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm. Họ có vận số khá ổn định, tuy nhiên trong năm 2022 bị sao kế đầu chiếu mệnh, dự báo sẽ có nhiều thách thức. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi tuổi Quý Tỵ, sinh năm 1953, năm 2022 nam mạng. Phần luận giải hết sức đầy đủ, chi tiết cho tuổi Quý Tỵ trong năm 2022 nam mạng. Qua đó quý vị đã phần nào yên tâm vững bước trong năm 2022 hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút theo dõi đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những thông báo từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.